Giới tiên tri tử vi hợp lực luận giải cung mệnh tuổi Kỷ Hợi trong 6 tháng đầu năm 2023. Nghe được mệnh trời, xua tan vận đèn đeo bám. Quý vị thân mến, người xưa có câu: họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Trong cuộc sống mà chúng ta vẫn hay nghe thấy, bởi lẽ không ai có thể bước đi mãi trên một con đường trải đầy hoa hồng, và cũng chẳng ai đi suốt chặng đường dài, chỉ gặp toàn chông gai thử thách. Các bậc thầy tử vi học đã đưa ra những dự đoán cho con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong 6 tháng đầu năm 2023. Vậy những phương diện từ công việc, tài lộc, tình duyên, gia đạo và đặc biệt về phương diện sức khỏe của quý vị sẽ ra làm sao? Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến bên quý vị. Sau đây, mời quý vị tuổi Kỷ Hợi cùng chương trình lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, lá số tử vi tuổi Kỷ Hợi trong 6 tháng đầu năm 2023 sẽ bao gồm các phần như sau. Thứ nhất là thông tin cơ bản tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959 trong năm 2023. Thứ hai là tử vi chi tiết từng tháng trong 6 tháng đầu năm 2023, từ tháng 1 đến tháng 6 âm lịch. Thứ ba là bài học thành công, là câu chuyện và giá trị cuộc sống mà ban biên tập muốn gửi gắm tới quý vị khán thính giả. Sau đây, xin mời quý vị tuổi Kỷ Hợi đi tìm hiểu từng phần như sau. Thứ nhất là thông tin cơ bản tuổi Kỷ Hợi. Thông tin Kỷ Hợi nam mạng trong năm 2023. Năm sinh là 1959, tuổi âm lịch là 65, cầm tinh con lợn, vận niên kê hồi viên, tức là gà về vườn, sao hạn thủ tú, hạn ngũ mộ, kim lâu, không phạm kim lâu, không phạm tam tai và phạm hoàng ốc. Thông tin Kỷ Hợi nữ mạng trong năm 2023, năm sinh là năm 1959, tuổi âm lịch 65 tuổi, cầm tinh con lợn, mệnh ngũ hành, vận niên kê hồi viên, tức là gà về vườn, sao hạn là sao Vân Hán, hạn ngũ mộ, kim lâu không phạm kim lâu, tam tai cũng không phạm tam tai, hoàng ốc phạm hoàng ốc. Thứ hai là tử vi chi tiết từng tháng trong 6 tháng đầu năm 2023, từ tháng 1 đến tháng 6 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi. Thưa quý vị, trước khi đi vào nội dung chi tiết từng tháng, ban biên tập chương trình cũng phải nói trước với quý vị khán thính giả, các phương diện từ sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe trong từng tháng, từ tháng 1 đến tháng 6 âm, ban biên tập chương trình sẽ chỉ khái quát sơ qua để bản mệnh có thể nắm bắt được vận trình của mình. Các phương diện sẽ được ban biên tập chương trình luận giải kỹ hơn ở từng tháng trong các video tiếp theo. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết ngày hôm nay. Vận trình tử vi tháng 1 âm. Xem tử vi tháng 1 âm, về công việc, đa phần người tuổi này đều đã về hưu nên có thể an tâm tận hưởng cuộc sống an nhàn bên gia đình, không còn phải lo nghĩ về vòng xoáy danh lợi nữa. Việc làm ăn kinh doanh còn có thể thay đổi, mở mang ở mức vừa phải, sẽ có người đứng ra giúp đỡ. Tuy nhiên, để được sống yên bình thì bản mệnh nên hạn chế tính tình nóng nảy, không nên mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Về tiền bạc trong tháng này, tiền bạc kiếm được nhưng cũng có thể tổn hao không ít, thậm chí có người có nguy cơ còn bị lừa gạt dẫn tới trắng tay, do đó nên cẩn trọng trong việc đầu tư mua sắm. Chớ nên tin theo người mà mình không thực sự hiểu rõ, bản mệnh có thể tận hưởng được một cuộc sống khá đủ đầy, không cần lo lắng chi tiêu. Đa số bản mệnh sống nhờ vào khoản tích cóp từ những năm tháng trước đó, cũng như nhận được tiền con cái kính biếu. Về tình duyên gia đạo êm ấm, các thành viên luôn đoàn kết và hòa thuận trên dưới, là niềm hạnh phúc lớn lao tinh thần với đường số. Trong tháng này, vấn đề sức khỏe có phần sa sút, do đã bắt đầu có tuổi, bản mệnh khó đạt được trạng thái sung sức như thời còn trẻ, nên chú ý chăm sóc và điều dưỡng cơ thể phù hợp hơn, đặc biệt là cần đề phòng các bệnh về gan, thận, đi đứng cẩn thận, kẻo bị té ngã, gây tổn thương tứ chi hoặc nghiêm trọng, có thể nguy hiểm tính mạng. Vận trình tử vi tháng 2 âm.
Xem tử vi tháng 2 âm lịch cho thấy, đương số ở tuổi này đều đã về hưu, sẽ có cuộc sống an nhàn, không còn phải vướng bận lo lắng về sự nghiệp. Cuộc sống về cơ bản là thuận lợi, ít sóng gió. Với người vẫn đang trong thời gian tại chức, bản mệnh có thể yên tâm tiếp tục cống hiến. Tuy nhiên bạn cần phải cẩn trọng trong quá trình giao tiếp để không tạo ra hiểu lầm đáng tiếc, dẫn đến những tai ương không đâu. Việc làm ăn nếu muốn mở rộng trong năm cũng có thể tiến hành, nhưng sẽ phải vất vả hơn, hao tốn nhiều công sức. Phương diện gia đạo bình thường trong tháng này, vợ chồng không có mâu thuẫn lớn, con cháu ngoan ngoãn nghe lời. Nếu muốn có gia đình, có mối quan hệ tốt đẹp và hòa thuận, thì bản mệnh nên điềm tĩnh trong hành xử hàng ngày, quan tâm hỏi han nhiều hơn tới các thành viên. Về vấn đề sức khỏe, do tuổi đã cao nên sức đề kháng có phần giảm sút, cần chú ý chăm sóc và điều dưỡng nhiều hơn, chăm chỉ rèn luyện thể thao, tránh xa bia rượu. Vận trình tử vi tháng 3 âm. Trong tháng 3 âm này, với những người vẫn đang đi làm, ấn quan xuất hiện cùng trợ lực, công việc trôi chảy, hứa hẹn kết quả tốt đẹp. Theo đó, cơ hội thăng tiến vẫn rộng mở, rất đáng để kỳ vọng. Sự chăm chỉ, kinh nghiệm dày dặn và cống hiến lâu năm của mệnh chủ được lãnh đạo đánh giá cao, có người còn có thể được tăng chức trong năm nay. Dù vậy, bạn cũng cần phải luôn nỗ lực chiến đấu hết mình để có nhiều cơ hội hơn, tránh bị tụt hậu so với lớp trẻ. Phương diện tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhẹ trong tháng này, nguồn lợi chủ yếu đến từ các khoản trợ cấp, người đã về hưu hoặc là lương từ công việc chính với người vẫn đi làm. Do đó, về tiền bạc cũng không còn làm khó bản mệnh trong tháng này. Với những ai vẫn còn hứng thú với việc đầu tư, có thể thử sức ở các hạng mục liên quan đến bất động sản, xây dựng nông sản. Việc đầu tư với quy mô nhỏ sẽ giúp bạn kiếm thêm lợi nhuận để tăng thêm thu nhập, cho dù có rủi ro cũng không đến mức quá suy sụp. Xem tử vi tháng 3 âm, các mối quan hệ gia đạo trong năm đều được duy trì ở mức ổn định hài hòa. Đặc biệt nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đủ đầy cho gia đình lại vừa không quên chăm sóc bản thân, nên gia đạo vô cùng yên ấm. Vận trình tử vi tháng 4 âm. Xem tử vi tháng 4 năm 2023 âm lịch, tuổi Kỷ Hợi, công việc vẫn khá ổn định, không có điều gì được xem là sóng gió, nên bản mệnh khá an tâm với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, cần phải lưu tâm hơn đến vấn đề sức khỏe. Nếu vẫn còn đi làm, bản mệnh không gặp vấn đề gì quá lớn trong công việc. Tuy đôi lúc có những sai sót nhỏ, nhưng về tổng thể vận trình vẫn khá tốt, được cấp trên và quý nhân luôn nâng đỡ. Trong tháng này, bản mệnh không được chủ quan về vấn đề sức khỏe, nhất là về mắt, việc ngồi quá lâu trước màn hình máy tính và lướt web bằng điện thoại mỗi đêm đang gây ra tác động xấu cho đôi mắt của bản mệnh đấy. Và đặc biệt, bản mệnh lại càng cần thường xuyên rèn luyện thể dục để tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Những người vẫn nặng tâm với sự nghiệp, chỉ cần bạn biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, bạn sẽ không gặp phải nguy cơ tiềm ẩn lớn nào. Vận trình tử vi tháng 5 âm. Xem tử vi tháng 5 âm, sang tháng này, tuổi Kỷ Hợi lâm đất bệnh, sức khỏe bị ảnh hưởng trực tiếp, cần phải chú trọng hàng đầu. Trong tháng, có thể xảy ra tai nạn bất ngờ hoặc là bị chấn thương trong khi làm việc, lao động, bệnh cũ tái phát, thận trọng khi xuất hành xa. Về công việc, cuối tháng là thời điểm thị phi tăng mạnh, có thể khiến bản mệnh đang ở thế thắng thua, chủ động thành thụ động. Vì thế làm gì cũng phải cẩn trọng, tính toán đường đi nước bước để không phạm phải sai lầm. Có đại cát tinh tử vi trợ lực, nhìn chung công việc vẫn đạt được kết quả khả quan. Tháng này tài tinh bị tổn hại, không thích hợp đầu tư ở bất cứ hạng mục nào. Nếu đang có trong tay một vài dự án đầu tư, cần phải biết điểm dừng, đừng liều lĩnh và tham lam quá kẻo trắng tay. Các khoản chi tiêu cuối năm ngày càng tăng, bản mệnh liệu cơm gắp mắm, lên kế hoạch cụ thể sẽ chủ động được vấn đề về tài chính. Chuyện tình cảm nảy sinh nhiều bất đồng, mâu thuẫn, nhưng nhìn chung chỉ là những cãi vã đơn giản,
đôi bên dễ làm hòa, không gây ra hệ lụy gì quá lớn. Vận trình tử vi tháng 6 âm lịch. Xem tử vi phương Đông, sang tháng 6 âm lịch này, công việc của người tuổi Kỷ Hợi có tiến triển mới, nhờ nguyệt lệnh Lâm Đế Vượng hỗ trợ. Tuy nhiên, cạnh tranh khó khăn trước mắt vẫn còn nhiều. Yên tâm là quý nhân vận vượng, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng sẽ gặt hái kết quả như ý. Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi trong tháng 6 âm lịch này, dưới sự hỗ trợ của cát cục tam hợp, tài lộc trong năm khá tốt. Những người tuổi này sẽ nhận được tài khí vượng, tiền bạc hanh thông bất ngờ, kiếm tiền như hái, bù gấp mấy lần so với những hao hụt của năm ngoái. Trong tháng này, có thực thần xuất hiện, đường số không cần quá lo lắng về vấn đề tài chính, bởi không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước. Ngược lại, bản mệnh biết đa dạng hóa các danh mục kinh doanh hay đầu tư vật chất khác nhau. Nguồn tiền lưu chuyển nhịp nhàng, thu về hàng tháng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tháng có dịch mã ảnh hưởng, càng đi xa thì tài lộc càng vượng, nên chủ động xung phong đi công tác, tìm hiểu thị trường. Thứ tài khá ảm đạm, cần phải cẩn trọng khi đầu tư. Sức khỏe bất ổn, thể trạng yếu, cần chú trọng dưỡng sinh, nghỉ ngơi điều độ. Nếu có thể đi du lịch để thư giãn tinh thần. Ngoài ra chú ý an toàn trong sử dụng các thiết bị điện, đề phòng bị điện giật hay xảy ra cháy nổ. Thưa quý vị, xin mời quý vị hãy cùng ban biên tập chương trình lắng nghe những lời Phật dạy về cuộc sống để giúp chúng ta tìm lại sự cân bằng bình yên hơn trong cuộc sống nhé. Thứ nhất là dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. Thứ hai, nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động, nhân không vọng động. Người không động tâm thì không làm bậy. Người động tâm rồi nhất định phải chịu đau đớn, thiện ác sướng khổ đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. Thứ ba, mỗi người đều phải tìm thấy sự yên bình từ bên trong bản thân mình, và sự bình yên thật sự không thể bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Thứ tư, người thường có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hư nguyện, chỉ nên thành tâm mà làm còn viên mãn hay không còn phải tùy duyên. Thứ năm, nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn, vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. Thứ sáu, vạn pháp duy tâm tạo, con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với cái tâm trong sáng thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng. Thứ bảy, người có trí tuệ, hãy thổi bay những cấu uế của bản thân mình, như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã của chất bạc từng tí một, từng cái một và từng lúc một. Thứ tám, hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó. Thứ chín, chỉ cần tự giác tâm an thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa đủ thì đừng nên thoát một mình. Thứ mười, buông xả mọi phiền não trong cuộc sống để tâm bình an là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm và theo dõi video ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một năm mới vạn sự bình an và thành công viên mãn. Quý vị đừng quên hãy đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho 30 tập chương trình, và sau đó nhấn vào quả chuông bên cạnh để liên tục xem những video mới nhất từ chúng tôi hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.